mọi người thấy cái cầu vồng khổng lồ. Ba lô hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà cái đó thì hơi đẹp ha. Cái này gọi là móng chùa đó hả? Này giống như là hào quang của ông nào. Chụp thấy không ta? Không thấy hết thì nó bị cầu vồng đẹp quá. Nó không có đủ rộng để thấy hết. Không thấy hết đâu. Thấy hết rồi mình nghĩ. Lần đầu tiên thấy một cái bé lớn nha. Lấy thì chúng mình đẹp ha. Dạ. Này mới em mới thấy trong đội cầu vồng trọn vẹn vậy á. Mờ đấy. Ở đây mờ dần rồi đó.